trên chung kết xếp hạng chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023 đã khép lại tối ngày 3 tháng 2 năm 2024. Danh tính 7 chị đẹp nhóm thành đoàn đã lộ diện, hãy cùng điểm danh các chị đẹp này nhé. 1. Đội trưởng, chị đẹp Trang Phát với số lượt bình chọn yêu thích trên ứng dụng cao nhất. Ca sĩ Trang Phát sinh ngày 25 tháng 1 năm 1989 tại thành phố Paris, nước Pháp. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tên thật của cô là Nguyễn Phạm Thùy Trang, trở về Việt Nam năm 17 tuổi, cô được biết đến đầu tiên qua CGC phim Nhật ký vàng Anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định vào Nam phát triển sự nghiệp ca hát. Với khả năng hát, sáng tác bằng tiếng Anh, Pháp, Việt, Trang Pháp đã gây nhiều bất ngờ cho khán giả. 2. Chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1990 quê tại Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, được mệnh danh là Ngọc Nữ của làng điện ảnh. Cô là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân và là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai nương trong phim Cánh đồng bất tận, đây là vai diễn đầu tay, cũng là vai diễn giúp cô đoạt giải cánh diều vàng. 3. Em Ly, cô mang hai dòng máu Việt và Pháp, được nhiều người gọi với biệt danh Bông Hồng Lai thời gian đầu hoạt động showbiz. Cô sinh năm 1992, tên thật Quách Tạp Yêu Mai Ly. Cô có khả năng đọc rap, chơi piano, guitar và sáng tác, từng lấn sân diễn xuất nhưng không để lại nhiều dấu ấn. 4. Chị đẹp Thu Phương, cô sinh ngày 9 tháng 10 năm 1972 tại quận Kiến An, Hải Phòng. Thu Phương từng là diễn viên nhà hát tuổi trẻ, tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội năm 1990. Cô là thành viên hát chính trong ban nhạc Dốc Tây Hồ, cùng với người chồng đầu tiên Huy MC, hai người từng là cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước. 5. Chị đẹp Lệ Quyên, sinh năm 1981, tại Hà Nội, trong gia đình có 7 anh chị em, cô là con út. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo nên ngay từ bé, Lệ Quyên đã biết hát chèo. Cô từng theo học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của Lệ Quyên chính thức bắt đầu từ năm 2000 khi được chọn tham gia hát bài hát của nhà tài trợ cho SEA Games 22 tại Việt Nam. 6. Chị đẹp Mỹ Linh, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Năm 1991, Mỹ Linh dự thi giọng hát hay phổ thông trung học toàn quốc lần thứ 2 và giành huy chương vàng cùng với giải dành cho người hát về thầy cô và mái trường hay nhất. Năm 1993, cô thi đỗ thủ khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội và bắt đầu học tập ở đó 4 năm từ năm 1993 đến năm 1997. Mỹ Linh đã phát hành 15 album phòng thu, trong đó album Tóc Ngắn năm 1998 đánh dấu sản phẩm đầu tiên cô hợp tác với ban nhạc Anh Em đã trở thành một cú hích mạnh với thị trường nhạc nhẹ. 7. Chị đẹp Diệp Lâm Anh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Thâu. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Diệp Lâm Anh từng gây chú ý với chuyện tình lãng mạn và đám cưới hoành tráng với danh nhân Nghiêm Đức. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô trở thành mẹ đơn thân.